Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Long Finance. Cái câu hỏi ngoài hôm nay của chúng ta đó là uống cà phê đều đặn mỗi sáng thì nó có giúp cho bạn giảm cân hay không? Thì đầu tiên nè, là trong tay tôi là đang một cái ly cà phê size vừa. Thì ly cà phê size vừa này nó sẽ có bao gồm là cà phê và sữa. Thì cái lượng calorie của nó dao động bình quân á, trong khoảng tầm á, là 100 đến 140 calorie. Bây giờ tính 100 mức 140 calorie đi. Nghĩa rằng là cái lượng calorie của nó rất là thấp so với việc là cái năng lượng calorie một ngày của bạn. Bình quân á, cái cơ thể của chúng ta á, nếu bạn là nữ á, bạn sẽ tiêu thụ khoảng tầm 1.500 calorie, mà bạn là nam á, thì bạn sẽ tiêu thụ khoảng tầm là 2.000 calorie. Tôi đang tính á, là cái cân nặng bình quân của chị em phụ nữ ở Việt Nam á, là nặng khoảng tầm á, là 55-60kg, và trọng lượng bình quân của nam á, là 65-70kg. Thì với cái ngưỡng đó thì các bạn cứ tính coi, bây giờ nó khoảng tầm là 120 đến 140 calorie thì nó chỉ chiếm khoảng tầm là 10% thôi. Tức là 90% các vấn đề mà bạn bị tăng cân còn lại là do những cái phần ăn còn lại của bạn trong ngày. Rồi, thì thứ hai là khi mà bạn uống cái cà phê đều đặn thì nó có nhiều cái caffeine trong đó, nó sẽ kích thích cái hệ thần kinh trung ương của bạn. Mà khi cái hệ thần kinh trung ương của bạn á, nó tập trung, nó tỉnh táo, bạn làm việc á, nó sẽ hiệu quả hơn. Bạn sẽ buổi sáng, bạn sẽ có một buổi sáng thoải mái, tinh thần nè, cái năng lượng sẽ kích thích cái năng lượng cho cơ thể của bạn á, làm việc tập trung hơn, năng suất hơn. Mà chính cái việc á, mà bạn làm việc tập trung hơn và năng suất hơn á, thì cái não bộ của bạn á, nó sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calorie hơn. Bởi vì não á, là nơi á, mà sử dụng cái nguồn năng lượng nhiều nhất trong cơ thể của chúng ta. Rồi, với những bạn á, mà ví dụ như là buổi sáng bạn thèm bánh ngọt quá, thì thay vì đó bạn có thể uống một cái ly cà phê sữa. Bởi vì trong sữa nó có một cái vị ngọt nhẹ, thì nó sẽ giúp á, bạn á, kiểm soát cái cơn đói của bạn, nó rất là tốt và hiệu quả. Mà khi á, mà nó giúp bạn kiểm soát cái cơn đói của bạn tốt và cái hiệu quả như vậy á, bạn giảm được cái cảm giác mà bạn thèm ăn vặt và bạn thèm ăn ngọt, nhờ đó nó hỗ trợ cơ thể của bạn giảm cân tốt hơn. Rồi, cái điều thứ tư á, là bạn phải lưu ý về cái lượng đường bạn bỏ vô thêm. Tại vì á, sẽ có nhiều bạn á, là uống cà phê sữa mà bạn cảm thấy là nó không có đủ ngọt. Mà khi á, mà bạn cảm thấy không có đủ ngọt á, cái thói quen của bạn á, là bạn có thể bỏ thêm đường. Thậm chí bạn bỏ thêm một cái tép đường như vậy á, thì nó sẽ khá là nhiều nha. Đó, thì với một cái tép đường á, nó sẽ cái kích thước của nó sẽ giống như thế này nè. Bạn bỏ thêm vô một cái ly Highland, và thậm chí á, một cái ly cà phê, chứ thậm chí là một tép đường không đủ, bạn bỏ thêm khoảng 2-3 tép đường thì vô tình như vậy á, là cái lượng đường á, tại vì các bạn hiểu một điều như thế này nè, là một cái gram đường á, nó cung cấp thẳng cho bạn á, là 4 lượng 4 calorie, và nó cung cấp rất là nhanh. Nó khác cái lượng calorie trong cái sữa, trong cái cà phê, tại vì sữa trong cà phê nó sẽ cần cái thời gian để nó tiêu hóa và nó thẩm thấu. Nhưng mà cái đường trắng á, mà trong cái tép đường á, bạn bỏ vô á, nó sẽ hấp thụ vô cơ thể rất là nhanh, và lâu dần á, nó sẽ phá hủy cái sự cân bằng insulin trong cơ thể của các bạn. Và khi á, mà bạn bị mất cân bằng insulin á, thì cái cơ thể của bạn á, nó sẽ tạo ra những cái thói quen nó rất là không tốt đối với sức khỏe. Là ví dụ như á, là bạn sẽ thèm đường nè, bạn sẽ thèm ngọt nè, bạn sẽ thèm ăn cái món gì á, nó cũng phải bỏ vô rất là ngọt đó. Và nhờ những cái thói quen á, mà không tốt đó, cái cơ thể của bạn á, nó sẽ tăng cân, tăng mỡ không phanh. Rồi, cái lưu ý thứ năm á, là khi mà bạn uống lượng cà phê sữa thì bạn nên uống vừa đủ thôi. Ví dụ như á, là nếu mà hồi nãy tôi nói rồi, lượng calorie mà bạn tiêu thụ trong ngày á, nó sẽ dao động khoảng tầm từ 1.500 đến cỡ tầm 2.000 calorie, là ở mức mà bạn cân bằng cơ thể, bạn chưa có giảm cân với mức calorie đó đâu. Nghĩa rằng là bạn nếu á, mà bạn uống một ly á, thì bạn chưa đủ để bạn tăng cân, nhưng mà bạn uống khoảng tầm là 2-3 ly một ngày á, thì nó chiếm khoảng tầm tới 30% lượng calorie của bạn một ngày, thì cái câu chuyện đó là nó khác. Bởi vì á, các bạn nên hiểu một điều á, là cái xác suất mà khi mà bạn ngồi bạn uống cà phê á, thì bạn sẽ thèm ăn thêm một cái gì đó, đúng không? Mà nếu á, mà một ngày bạn uống tới 2-3 ly cà phê á, thì á, cái đồ ăn vặt của bạn á, nó cũng sẽ tăng lên theo cái số lượng đó, và nó làm cho cơ thể của các bạn đưa vào với cơ thể là một cái khối lượng và cái chất béo từ sữa nó lại hơi quá nhiều, nên cỡ tầm 1 ly một ngày là đủ rồi. Và cái điều thứ sáu á, mà tôi cần lưu ý với các bạn á, là những gì á, mà tôi nói vừa rồi á, bạn muốn giảm cân á, là bạn phải cần cố gắng bạn tập thể dục thêm nữa. Tại vì nãy giờ á, là tôi chỉ giải thích cho bạn về cái việc á, là cái này nó có bao nhiêu calorie mà nó ảnh hưởng đến bao nhiêu phần trăm cái lượng calorie của bạn trong ngày thôi nha. Còn nếu á, mà bạn muốn giảm cái lượng calorie đó, thì bạn phải cố gắng bạn giảm
cái lượng đồ ăn của 90% cái calorie còn lại, là tức là bạn giảm cái lượng đồ ăn trong 1350 calorie còn lại, bạn giảm nó xuống cỡ 1000 thôi. Nếu bạn là nữ, bạn nặng cỡ 55 kg. Còn nếu bạn là nam á, bình thường bạn tiêu thụ cỡ 2000 calorie thì bạn cố gắng bạn giảm cái mức đó về còn tầm 1700, và bạn nhớ tập thể dục đều đặn. Ở đây á, là tôi đang tính cái chỉ số bình quân với nữ cao cỡ 1m60, nặng cỡ 55-60 kg và có tập thể dục đều đặn thường xuyên 4 ngày một tuần á, thì mới ăn cỡ 1300-1500 calorie. Còn nếu á, mà bạn muốn cái cơ thể của bạn á, mà nó có chỉ số về cái chiều cao của bạn khác nè, về cái cân nặng của bạn khác và cái thời gian tập luyện của bạn khác, ví dụ bạn không tập thể dục hoặc bạn tập ít hơn mà bạn vẫn muốn giảm cân á, mà muốn chi tiết hơn á, là bạn cứ nhắn tin đăng ký khóa học online tại Đài Loan Fitness nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo tại Đài Loan Fitness.